Nếu như một ngày tự nhiên nhà bạn bị cúp điện, lúc đó thì mọi thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Nhưng có một cái thứ rất là quan trọng, nó liên quan đến internet mà các bạn cũng không có điện thì các bạn cũng tịt luôn không dùng được. Và đây thì chính là cái sản phẩm internet mà đang sử dụng điện để chạy. Và các bạn lúc này sẽ cảm thấy rất là bực mình và khó chịu. Vì điện thoại của các bạn thì nó vẫn còn điện và nó không có mạng để truy cập internet cũng như là xem phim. Lúc đấy các bạn sẽ phải đăng ký và rất là tốn kém. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm vô cùng là thần thánh mà các bạn nên sở hữu và nên có để mà có thể là chống cháy được trong cái lúc mất điện. Và cái sản phẩm đó là gì? Mình sẽ giới thiệu luôn. Mình đã từng nghịch ngu và đã làm cháy mất một cái cục nhà mạng. Nhưng mà sau đó thì mình đã được nhà mạng người ta đến lắp cho một cái cục khác. Nhưng mà thôi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm. Đó là một cái cọng dây thần thánh này. Nó giúp cho các bạn có thể là sử dụng trong cái lúc bị mất điện 12 hay là 14 tiếng. Đó, thì cái cọng dây này thì các bạn có thể là nhìn thấy thì nó cũng gồm có bên trong nó có một cái đầu USB và một cái đầu được này để cắm vào cái thiết bị phát wifi nha các bạn. Và sau đây thì các bạn cần có cho mình đó là một cái cục sạc dự phòng hoặc là một cái quả pin gì đó. Nó có hiệu điện áp là 5V đến 3,7V, đấy là tùy theo các bạn thôi. Thì đây thì mình có hai cái quả sạc dự phòng ở đây. Và sau đây thì các bạn sẽ cắm cho mình cái đầu này vào trong cái cục sạc dự phòng nhá. Ok, lúc này thì nó đã báo lên một cái đèn màu đỏ như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm vào cái cục phát wifi test cho các bạn xem luôn nhá. Đây thì cái cục phát wifi của mình hiện tại nó đang có mạng đây, nó đang chạy mạng và bây giờ mình sẽ rút cái thằng này ra cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ rút nó ra đi. Ở tay rút cái này ra. Rồi, ok, xong. Và cái này của mình nó đã mất mất điện nhá. Và bây giờ thì các bạn sẽ cần đó là mình sẽ đặt cái cục này lên trên cái chỗ này đi, mình vứt nó lên đây đi. Đấy, đây mình sẽ vứt nó lên cái chỗ trên này, sau đó mình sẽ cắm cục này vào thôi. Đấy, nó một cái sản phẩm nó tuy là nó đơn giản như này thôi nhưng mà các bạn đặt mua hàng này nó mất có 15k cho một cái cục này thôi. Nhưng mà tiện ích của nó mang lại thì vô cùng là lớn luôn. Đây, mình sẽ cắm vào. Đấy, sau khi mà mình đã cắm xong thì cái cục đấy nó sẽ báo lên một cái màu có điện rồi. Và sau đó thì các bạn sẽ đợi một tí là nó sẽ khởi động lên thôi. Thì mình đã nghịch ngu và mình đã đánh cháy một cái cũng chỉ vì cái trò chơi ngu. Và từ cái lúc đấy thì mình cạy răng mãi thì có cái ông ấy lắp mạng thì ông ấy bật mí cho mình một cái bí quyết mà đến giờ này thì mình mới biết và mình mới vỡ lẽ ra. Và cái độ suy nghĩ ngu của mình thì đã phải trả giá bằng mất một ngày internet. Và bây giờ thì các bạn thấy là cái cục đấy và cái dây kia và cái cục wifi nó đã phát sáng rồi. Lúc này thì các bạn yên tâm là xài tẹt ca không lo về mạng nữa rồi. Cắt 14 đến 20 tiếng lên là thoải mái luôn. Và mình có con đèn này của mình là con đèn chế thì độ sáng của nó gọi là thần thánh luôn đấy. Thì kể cả mình dùng cái con đèn này bên trong mình có mấy quả pin này thì độ mấy cả cái cổng này thì sạc gọi dùng ốm sát luôn thì hết pin nhá. Đấy, và đây cũng là một cái chia sẻ theo như mình thì được đánh giá cho các bạn, đó là nó cực kỳ là hữu ích. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích hãy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video đến rất là nhiều người được biết đến cái video này để anh em trong cái mùa cúp điện liên tục này thì không bao giờ phải lo về vấn đề về mất mạng nhé.
Và bây giờ thì sau khi mà có điện trở lại chẳng hạn, lúc này thì mình sẽ rút cái cục này ra này. Đấy, có điện trở lại rút này ra. Rồi ok, rút ra xong rồi. Đấy, mình sẽ rút ra xong. Xong mình sẽ cắm hai cái thằng này vào. Đấy. Đây, mình sẽ cắm cái thằng này vào. Đấy là coi như là mình lại có điện trở lại rồi, và mình sẽ sạc cho cái thằng dự phòng kia và mình mở cái thằng này thôi. Rồi, như vậy thì hôm nay cái chia sẻ của mình đến đây. Và chúc các bạn thành công. Và cái cọng dây này thì giá của nó cũng chỉ rơi vào tầm cho 30.000 cho một cái cọng dây như thế này thôi. Đây, bên trong cọng dây này nó sẽ có một cái bảng mạch đây. Một cái bảng mạch. Đây, các bạn có thể là nhìn thấy cọng dây nó có một cái bảng mạch như thế này. Và cái bảng mạch này thì nó sẽ chuyển đổi cái dòng điện ra.